Hey, yo, xin chào các bạn, chào mừng mình đã quay trở lại với kênh của Cacao Gieo, cũng chào mừng mình đến series hướng dẫn như là chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cơ ở trong Mobile Legends và bang Magic Chess. Ngày hôm nay như các bạn cũng đã thấy rồi, ở trên màn hình của chúng ta thì đang có một cái vị chỉ huy mới. Và đương nhiên là cái vị chỉ huy này thì nó chỉ đang có ở trong sạc và thử nghiệm thôi nhá. Mai mốt thì chúng ta sẽ có ở ngoài sạc và chính thức. Trước khi mà nó xuất hiện ở trên sạc và chính thức á, thì mình sẽ làm một cái clip về con chỉ huy mới này để có thể gọi là chia sẻ toàn bộ những cái thông tin liên quan đến cái chiêu thức cũng như là về cái cách sử dụng cái con chỉ huy mới, đó là con Tử Long ha. Thì cái tên của con chỉ huy thì bạn đã thấy rồi, ở phía trên bên tay phải đó có chữ là Tử Long ha. Kỹ năng của nó thì chỉ có đúng một chiêu duy nhất thôi, đó là cái chiêu đặt tên là Thần Long Thương. Thì như những gì mà bạn đang đọc ở trên màn hình đó, thì Thần Long Thương sẽ có cơ hội 12% cơ hội là nó sẽ được đánh thêm 2 phát nữa. Có nghĩa là khi mà cái con tướng nào được nhận cái Thần Long Thương này á, thì cái lúc mà nó đánh tay á, thì nó sẽ có cơ hội nó quýnh thêm 2 cái nữa. Nghĩa là thay vì quýnh 1 cái đúng không, nó sẽ quýnh thành 3 cái. Nó sẽ tấn công thành 3 lần. Thì chỉ có 12% cơ hội là như vậy thôi. Còn ngoài ra thì cái Thần Long Thương của chúng ta nó sẽ có thêm 4 cái hiệu ứng để cho các bạn chọn ở trong trận đấu. Thì những cái hiệu ứng mà bạn có thể chọn được thì đây, nó nằm nguyên một cái dãy ở phía dưới này. Anh em có thể thấy là có Băng Long, là thi triển kỹ năng đóng băng đối phương ngẫu nhiên trong 1,5 giây. Hỏa Long thì nó sẽ là tăng 125% sát thương, 125 điểm sát thương phép thuật. Và Triệu Hồi Hỏa Long gây sát thương chuẩn nha anh em nhé, dựa theo cái sát thương phép thuật của cái vị tướng mà mình cầm cái Thần Long Thương ấy đó. Thì có hai cái đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có Long Mệnh là tăng sát thương phép thuật và mỗi khi dùng kỹ năng thì sẽ hồi máu. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có Xạ Kích Thần Long là tăng 15% sát thương vật lý và 4 tầm đánh. Tiêu Dao Thần Long là sẽ được miễn khống chế và hồi HP bằng với 15% sát thương gây ra. Cái này là giống như là một cái cổ tự luôn rồi. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có Kim Long Thể là mỗi đòn đánh thường thì sẽ có 2,5% cơ hội được nhận thêm một vàng. Thần Long Thủ Vệ là nhận giáp ảo khi thấp hơn 30 máu. Thần Long Hộ Thể là sẽ được tăng thêm 80 phòng thủ mỗi khi bạn sử dụng kỹ năng. Rồi, ok, đó là tất cả những cái gọi là cái kỹ năng mà bạn có thể chọn cho con cho cái Thần Long Thương của mình. Nhưng mà mình chỉ được chọn 4 cái thôi nhé anh em nhé, chỉ được chọn 4 cái thôi trong số gọi là 1 2 3 4 5 6 7 8 cái kỹ năng này. Thì bạn chỉ được chọn 4 cái cho cái Thần Long Thương thôi. Đó là những cái mà chúng ta có thể gọi là biết sơ qua về những cái về những cái kỹ năng của cái con chỉ huy mới là con Tử Long với cái chiêu thức là Thần Long Thương nha. Thì mình nhìn ở trong 8 cái kỹ năng này thì mình thấy có những cái kỹ năng nó rất là phù hợp dành cho một cái vị tướng pháp sư, đó là kỹ năng Hỏa Long này, thì bạn sẽ triệu hồi gây sát thương chuẩn đúng không, là sát thương phép thuật này. Một cái nữa là Long Mệnh này thì sẽ tăng sát thương phép thuật và hồi máu cho tướng thấp nhất đó. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có Tiêu Dao Thần Long này là được miễn khống chế và hồi máu bằng sát thương gây ra. Đấy. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có một cái là thi triển kỹ năng thì sẽ đóng băng đối phương, là cái Băng Long. Như vậy thì mình sẽ ưu tiên chọn những cái là Băng Long này, Hỏa Long này, Long Mệnh này, với lại cái Tiêu Dao Thần Long đó. Thì là cái kỹ năng đầu tiên, thứ hai, thứ ba và cái thứ năm từ trên xuống nhá. Thì là những cái kỹ năng mà mình sẽ chọn để mình test ở trong cái clip ngày hôm nay, clip đầu tiên về cái con chỉ huy này. Và đương nhiên là sau một clip này thì bạn cũng hiểu cơ sở cơ bản là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để lấy được những cái kỹ năng này ở trong cái clip tới đây thôi, khi mà chúng ta sẽ thực chiến đánh một cái game với lại những cái con boss với lại những con máy thôi nha anh em nhé. Tại vì đây là trong sự thử nghiệm thì mình không có cày răng nhiều, răng thì nó vẫn còn thấp lắm cho nên nó sẽ không có gặp người được, và chúng ta sẽ gặp máy thôi để có như là lấy cái thông tin cho mấy bạn gọi là biết thêm về cái con chỉ huy này mới. Và hiện tại thì nó chưa có trong sự chính thức, mai mốt thì nó mới có cơ, còn bây giờ thì tạm thời là chưa có nha. Rồi ok, đó sẽ là những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải lấy, còn bây giờ thì mình sẽ vào trận ha, với lại con Tử Long vào liền anh em ạ. Nói chung là đánh máy thì nó nhanh lắm, nếu còn mà đánh người thì nó lâu, chứ còn đánh máy bật phát là vô liền à. Nhưng bạn cũng không cần phải chờ đợi lâu, khỏi mất công mình phải cắt rồi ghép được các thứ, khỏi luôn. Mình sẽ để uyên như vậy luôn để cho bạn thấy là chúng ta sẽ chơi như thế nào ha. Thì vô thì mình đánh pháp sư đúng không, thì mình sẽ lấy vào pháp sư với lại bất tử, đánh cái kiểu của con Veo á. Cái clip mà có một lần mình làm cái clip về con Veo đánh pháp sư bất tử đi với lại con Autus skill 1 ấy, hoặc là đi với con Châu skill 1 á. Thì đó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh Thần Long Thương với lại con Veo nhá.
Thì đó, mới vô chúng ta sẽ có được cái thằng lộng thương luôn, là vừa vô trận là chúng ta sẽ có cái thằng lộng thương luôn. Và thằng lộng thương này bạn có thể gắn lên tướng được. Khi mà gắn lên tướng thì cái con tướng nó sẽ có khả năng được đánh 3 phát liên tiếp. Đó, đó là những cái mà bạn cần phải biết về cái thằng lộng thương này. Còn bây giờ thì mình sẽ roll để mình kiếm con veo ha. Mình cần con veo đấy mà, đội roll 2 phát luôn. Đầu tiên ra tướng một tiền rất nhiều nhưng không thấy con veo đâu. Không thấy con veo đâu và cũng không thấy con Karina đâu luôn. Thì nói chung là chúng ta sẽ đánh bất tử pháp sư. Nên là mình sẽ ráng cố gắng mình kiếm con veo với lại con Karina, nhưng mà rất là su là mình không có thắng veo đâu. Nhưng mà được một cái là mình đang đánh với lại mấy con máy thôi, nên là tụi nó cũng không có mạnh. À, tụi nó cũng gà gà yếu yếu thôi anh em à, nên mình cũng không có sợ nha. Không có sợ là mình sẽ bị người ta cứu lú cái đầu đâu anh em mà, không sợ. Với kiểu đánh máy, còn đánh người thì đánh kiểu này là lỗ rồi nha anh em nhé. Mới vô anh em rồi mà nó không ra tướng là lỗ á. Nhưng mà hơn cái là mình đang đánh máy anh em thôi ạ. À. Rồi ok, thì mình sẽ lắp cái thằng lông thương này sang cho con gọi là con veo nhá. Thì con veo bên trái này, con này mà khi mà nó đánh vào mục tiêu, nó đánh vào con tướng của đối phương, nó sẽ có khả năng đánh 3 phát liên tiếp. Là thứ nhất về cái kỹ năng bạn nhìn con veo nhá. Bây giờ con veo nhảy lên nó đánh tay này, đánh tay một phát đó anh em thấy không? Nó vừa mới đánh tay rất là nhiều. Đó anh em thấy không? Đó là cái việc khi bạn có 12% để cho cái con veo ở trên cái góc mà có cái tóc biến ấy, nó sẽ đánh tay được 3 phát liên tiếp. Nó đang đánh tay từng cái này. Ly khi mà nó nổ là bạn sẽ thấy nó đánh rất là nhanh luôn. Này nó đang đánh từng cái thôi. Rồi khi mà nó nổ chiêu, nổ đi chứ, nãy giờ thấy 12% mà không. Đó ok. Nổ lên nhưng mà đam nó cũng hơi ít nha. Đam nó cũng hơi bé. Với những phát đánh tay thì đương nhiên là cái con veo của mình là một con tướng pháp sư, cho nên là đánh tay thì nó không thể nào mà đam nó to được. Cho nên nếu như bạn muốn tận dụng cái thần lông thương này cho những con đánh vật lý á, thì nó sẽ hợp lý hơn là đã cho những con phép thuật. Nhưng mà bây giờ thì mình đang test thôi. Còn cái bộ cơ chính xác để chúng ta chơi với lại cái con thằng lông thương này thì tạm thời là mình chưa có nghĩ tới nha. Nếu như anh em mà thích thì có thể gọi là lắp cho những con vật lý á, để rồi chúng ta chơi cũng được, thì nó sẽ đánh tay nhanh hơn. Còn mình đang lắp cho con veo để cho bạn thấy được là cái tốc độ đánh của nó là nó rõ ràng hơn. Sau những con đánh tay thì bạn nhìn nhiều lúc nó đánh nhanh thì bạn không có thấy được, nhưng mà với một cái con giống kiểu con veo này, nó đánh nhanh là mình thấy biết liền. Đó anh em thấy không? Nào khi con veo nó đánh tay á, thì đam nó không có to, nhưng được một cái là nó đánh nhanh đúng không? Mana nó lên nhanh. Nếu như mà nó đánh nhanh, nó đánh 3 phát liên tiếp thì nó sẽ tích được 30 mana nha anh em nhé. Còn nó đánh một phát như này thì nó tích được 10 mana thôi. Thì cái tốc độ tung chiêu của nó cũng sẽ chậm hơn. Nên là nói chung là nếu mà nói mà thật sự là phế với cái thằng lồng thương cho pháp sư á, thì nó cũng không hẳn là phế đâu. Mà nó tối ưu á thì nó cũng chưa thật sự là tối ưu. Tại vì cái thằng lồng thương này thì cho những thằng đánh vật lý đánh tay nó sẽ hay hơn. Nó sẽ cường hóa 3 lần đánh tay thì nó sẽ mạnh hơn là so với một con pháp sư nhá. Anh em đánh tay quýnh ấy thì nó không có được mạnh. Rồi. Ok, đó là cái đầu tiên về thằng lồng thương. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta đánh pháp sư với lại bí thuật ha. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ lượm vào pháp sư rồi. Phải lên pháp sư trong này luôn. Một lát nữa thì chúng ta sẽ có mình ở trong cái hàng chờ này, bạn sẽ có cái thằng lồng thương, sẽ có cái thằng lông thương nó xuất hiện ở trong cái hang chờ chỗ mấy con tướng này luôn. Thì khi bạn mua được cái thằng lông thương nó về thì nó được tính là một kỹ năng. Thì ở trong cái thằng lông thương nó sẽ ghi rõ luôn, ví dụ cái con tướng của mình là như vậy đúng không, thì ở phía dưới nó có cái cộng hưởng. Ví dụ như con Minsita đi thì nó có cộng hưởng quân trưởng với lại cộng hưởng thư thủ. Thì ở phía dưới cái thằng lông thương nó sẽ ghi rõ là cái thằng lông thương đó là cái kỹ năng gì. Thì hồi nãy mình có nói là mình lấy băng nè, hỏa nè, rồi cái gì mà miễn khống chế nè, với lại cái gì mà hồi máu đúng không, là những cái mà mình một cái đóng băng nè, một cái chịu hồi sát thương chuẩn nè, một cái tăng đam và hồi máu nè, với một cái được miễn khống chế và hồi lại 15% máu đúng không, sẽ là 4 cái kỹ năng mà chúng ta sẽ chọn. Tại vì là cái thằng lông thương này nó chỉ cho 4 kỹ năng thôi nha anh em nhé. Cái thằng lông thương này là bạn chỉ được phép cường hóa 4 kỹ năng thôi này, chứ nó không có được cường hóa nhiều. Đây trong cái chiêu thức ở trong này nó ghi này, có thể mua thêm tối đa 4 cộng hưởng từ cửa hàng để cường hóa. Và khi chúng ta mua được, lúc mà cái thương nó xuất hiện á, thì số tiền để chúng ta reset cái này nó chỉ là 1 tiền thôi chứ không phải là 2 tiền. Bây giờ hiện tại là mỗi lần chúng ta reset là 2 tiền đúng không? Nhưng mà khi chúng ta gặp phải cái thằng lông thương á, thì nó reset thì nó chỉ tốn có 1 tiền thôi. Đó là những cái mà bạn có thể gọi là thông tin để các bạn có thể gọi là biết khi mà bạn chơi với lại cái con thằng lông thương này. Rồi ok, đó là những cái mà cơ bản đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chọn những cái kỹ năng. Thì cái chuyện mà nó xuất hiện kỹ năng là nó hên xui. Nó sẽ hên xui xuất hiện. Mình sẽ chọn khi nào mình thấy cái kỹ năng đó nó phù hợp với cái mà mình cần á, thì mình mới lấy. Còn ví dụ như nó xuất hiện mà nó không phải cái mình cần, anh em đừng lấy là được. Thì tự động là lượt sau chúng ta sẽ lại có một cái thằng lông thương khác để cho chúng ta có thể gọi là chọn được. Mọi người hiểu không? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái trong cái chuyện gọi là
chọn thần Long Thương, chứ không có bắt buộc là mình phải lấy cái thần Long Thương ngay. Nó xuất hiện thần Long Thương là chúng ta sẽ phải lấy ngay, không. Nó có tới 8 kỹ năng lận. Thì bạn hãy chọn 4 trong 8 cái đó. Thì 4 cái hồi nãy mình nói rồi. Một cái là đóng băng đối phương nè, một cái là hồi máu khi gây sát thương phép thuật cho con tướng thấp máu nhất nè, một cái là triệu hồi con hỏa long, để triệu hồi cái hỏa long là cái lát nữa bạn sẽ thấy là trong cái hiệu ứng nó sẽ rõ hơn. Còn bây giờ mình nói thì bạn cũng khó hình dung, là một giống kiểu là một cái tên lửa, một cái chiếu sáng từ trên nó chiếu xuống vậy á. Thì chúng ta sẽ được sát thương chuẩn dựa theo sát thương phép thuật của cái con tướng cầm cái thằng lòng thương nhé. Và một cái khác nữa là miễn khống chế và hồi máu, giống như cái cổ tự giống như cái cổ tự mà bình thường mình hay sử dụng cho những cái bài đánh của mình đó, được miễn khống chế khi mà hạ gục mục tiêu, được miễn khống chế đó. Thì đó sẽ là những cái mà chúng ta nên lấy cho một cái bộ gọi là đánh pháp sư. Còn ví dụ bạn đánh những cái bộ xạ thủ khác thì đó là tùy bạn, mai mốt thì nó ra sản phẩm chính thức đi rồi mình sẽ test những cái đó sau nha. Còn bây giờ thì nó đang ở trong sản phẩm thử nghiệm thì mình chỉ cần test như đây là anh em hiểu rồi. Anh em chỉ cần hiểu được là mình đang làm cái gì với lại cái của mình là được rồi anh em. Còn cái chuyện sản phẩm chính thức, sản phẩm thử nghiệm tính sau nha. Rồi cái chỗ này thì chúng ta có thể bán bớt con này đi, giữ lại cho mình là 20 tiền. Nói chung thì mình đang đánh với lại mấy con boss thôi, với lại mấy con máy thôi. Thì cái chuyện mà mình thua thì nó không thể rồi. Cho nên mục đích chính của cái clip này là chia sẻ thông tin và dành cho những bạn nào muốn biết thông tin về con chỉ huy mới là Tử Long trước khi nó ra mắt. Thì chúng ta sẽ có được cái thông tin trước là con Tử Long là nó nói về cái gì, chiêu thức nó ra làm sao và cách sử dụng nó như thế nào. Thì trong clip này mục đích là như vậy nha, chứ còn cái chuyện thắng thua thì không quan trọng nha anh em nha. Và tất nhiên là đánh như máy thì mà còn thua nữa thôi, người ta chửi tôi chết, chắc chắn là chúng ta sẽ win thôi, không thể nào thua được nha anh em nha. Nhiều khi là mình sau khi mình test xong hết thì mình cũng đầu hàng luôn, chứ mình cũng chẳng cần phải win mấy máy làm cái gì. Đây là server thử nghiệm cho nên cái chuyện mà thắng máy không cần phải bàn tới, chắc chắn là thắng rồi. Lát nữa sau khi mà mình lấy đủ 4 cái kỹ năng anh em, để mình cho mấy bạn thấy là chúng ta sẽ lấy cái kỹ năng như thế nào là cái nhiệm vụ cuối cùng nha. Mình đã giải thích về con chỉ huy, giải thích về những cái cơ bản xung quanh của con chỉ huy rồi, bây giờ chỉ việc gọi là kiếm cái kỹ năng cho nó nữa là xong. Các tướng ở hàng cuối thì sẽ được nhận 50 mana, hai luôn trang bị, chắc lấy cái đó quá. Các tướng hàng cuối nhận 50 mana quá, cho con gọi là veo của mình nó vô nó chữa ngay cũng được. Cũng được anh em, hai con này được nè. Vô kiếm, ôi trời, tôi đúng như mấy mà tôi còn phải mua hai cái con này nữa hả trời. Quá đáng thật sự lắm anh em. Mình đúng như mấy mà mình còn phải lắp triệu hồi vô để mình kiếm tiền nữa. Trời ơi, thiệt hay chứ. Quá là quá đáng luôn anh em ạ. Thật sự là quá đáng luôn á. Rồi ok, thì cái đó là cái đó. Mình máy thì mình quýnh máy, nhưng mà mình xài chiêu thì mình quýnh thì mình vẫn quýnh đúng hết tiềm năng của mình thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ roll cờ để kiếm con veo 3 nhá. Thì mình đánh pháp sư bất tử mà, con veo thì nó là con chủ lực, cho nên đầu game chúng ta sẽ roll nhiều để chúng ta kiếm con veo 3. Còn hai con này thì xài xong rồi bỏ đi anh em, giữ nó làm cái gì, giữ nó được rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ đi kiếm pháp sư rồi đó. Mấy con này là chúng ta mua và nhét vô lại. Rồi đi kiếm con veo với lại kiếm cái thằng Long Thương luôn nhé. Roger nó sẽ anh em thấy cái thằng Long Thương không? Nó ghi là hỏa long vậy anh em thấy không? Nó ghi là hỏa long với sát thương phép thuật. Cái này ngon. Và anh em nhìn vô cái chỗ reset tiền kìa, nó có một tiền nó đang xoay xoay kìa. Ở phía bên tay phải cái hàng chờ kìa. Đó, nó có một tiền thôi và nó đang xoay xoay, anh em mua cái hỏa long. Mua con Alot luôn. Rồi, sau đó anh em xoay cái này là nó chỉ tốn có một tiền này, thay vì bình thường là tốn 2 tiền đúng không? Bây giờ tốn có một tiền thôi. Đó, đó là những cái mà liên quan đến cái hỏa long. Cái thằng Long Thương của mình là cái hỏa long đúng không? Thì cái hỏa long là đây. Hỏa long là nó sẽ khi bắt đầu lượt đấu sẽ triệu hồi hỏa long gây sát thương phép thuật là sát thương chuẩn nha. Gây 400 cộng sát thương phép thuật bằng sẽ tính thành sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn là bỏ qua giáp của đối phương, cho nên khi mà bạn có một cái lượng gọi là sát thương phép thuật cao dành cho một vị tướng á, thì cái sát thương chuẩn nó sẽ rất là to. Nó đóng xuống nhiều khi là nó xóa sổ một con tướng luôn. Và không chỉ nó chịu hồi một lần đâu, trong một trận đấu nó sẽ chịu hồi rất là nhiều lần luôn nhá. Cứ mỗi 5 giây nha anh em nhá, cứ mỗi 5 giây là sẽ được chịu hồi một lần. Cái hỏa long này, thấy ghê không? Lên đối phương có HP thấp nhất mỗi 5 giây. Trong một trận đấu là chúng ta có khoảng tầm 35 giây đi, 35 giây đánh nhau đi, thì có nghĩa là nó sẽ chịu hồi 7 lần sát thương chuẩn như vậy.
rất là căng luôn nha anh em nhé, rất là căng luôn. Là cái hỏa long đó đánh pháp sư là tuyệt vời nha. Rồi những con pháp sư khác thì mình cho nó 1 sao, là cho nó 2 sao là được rồi, không cần nhiều. Đấy, đó là những cái mà chúng ta cần phải để ý về đây. Thần long thương hồi HP này, đúng cái mà mình cần luôn nè anh em này. Đấy, hồi HP là cái hồi nãy mình tính sẵn là mình sẽ lấy rồi đó. Đây thì cái hồi HP là cái nào, đây anh em nhìn nè, nội tại của nó là nội tại của cái thần long thương là nội tại long mệnh, tăng 125 sát thương phép thuật. Cái dòng màu xanh lá cây ở phía trên á, tăng 125 sát thương phép thuật, và mỗi khi dùng kỹ năng thì sẽ hồi 600 cộng 60% sát thương phép thuật HP cho đồng minh có thấp máu nhất. À, có nghĩa là mỗi khi con ven nó xài chiêu là sẽ có một con tướng được bơm máu, cái con đang thấp máu nhất sẽ được bơm máu lên, và đương nhiên cái con mà thấp máu nhất ấy là cái con đang bị người ta đánh thì nó mới thấp máu, thì nó sẽ giúp cho cái đội hình của mình nó tăng rất là cứng luôn. Hợp lý không? Anh em thấy nó hợp lý chưa? Thấy cái thần lộc thường nó hợp lý với lại cái con pháp sư này chưa? Quá hợp lý đúng không? Hợp lý quá trời luôn anh em. Mà cái tóc biến chặt mình không cần đâu, tóc biến này mình lắp cho người khác được rồi. Chào ông sách với lại được rồi, lát nữa mình lắp thêm cái khác nữa cho con tóc biến lên trên nha. Đấy, thứ nhất là triệu hồi hỏa long gây sát thương chuẩn, thứ hai hạ gục mục tiêu thì sẽ được hồi máu. Đó, quá ngon luôn. Rồi để bây giờ mình sẽ hạn chế hiện cái màn hình này lên để cho nãy giờ anh em không có thấy được cái chiêu đúng không? Nãy giờ là anh em không có thấy được cái chiêu hỏa long là như nào. Bạn để ý nha, khi con ve nó tấn công vào một cái mục tiêu gần đó, nó sẽ có một cái tia sáng từ trên trời chiếu xuống. À vậy mà nhìn vô chỗ Matic này, vừa vô này. Có một cái tia sáng nó chiếu xuống này. À không, nó chiếu vô con Selena ở phía sau rồi anh em ạ. À nó chiếu vào cái thằng thấp máu nhất. Nó sẽ chiếu vào cái thằng thấp nhất. Đó, anh em thấy cái tia sáng không? Chiếu xuống một phát mà trúng cái thằng thấp máu nhất luôn nha, chứ không phải là trúng vào cái thằng gần nhất. Ờ đúng rồi. Cái hỏa long là phải trúng vào cái người thấp máu nhất. Nè, cái nội tại hỏa long này anh em này. À nó sẽ chiếu sát thương chuẩn lên cái người có HP thấp nhất, thì dính cái sát thương chuẩn đó là bốc hơi rồi anh em, chắc chắn là bốc hơi rồi. Nó đã thấp máu, nó lại còn dính thêm sát thương chuẩn, bay màu là cái chắc. Và đó sẽ là một cái rất là có ích cho cái việc gọi là kết liễu đối phương. Tại sát thương phép thuật nó đang là 1700, mà lại nó mới 2 sao thôi nhá, 1700, và nó chưa có gọi là đủ pháp sư nhá, nó mới có 3 pháp sư nhá. Rồi nó lên 4 pháp sư, 5 pháp sư, 6 pháp sư thì sát thương phép thuật nó khoảng tầm là 5000, 4700 đến 5000, thì đó sẽ là nhân vô cái sát thương chuẩn vô là nó sẽ khoảng tầm là 3000 sát thương chuẩn á, cờ cỡ đó. Đẩy một phát là tôi nghĩ là không ai chịu nổi đâu, không ai chịu nổi cái lượng sát thương. Với cái việc mà bạn đang thấp máu nữa thì sẽ không có chịu nổi cái lượng sát thương của cái việc hỏa long chiếu xuống như vậy. Hay chưa? Anh em thấy nó hay chưa? Hay rồi đúng không? Bắt đầu là cảm giác nó hay hay rồi đúng không? Với cái thằng long thương này bạn có bắt đầu là hóng hóng cái chuyện là cái một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện chưa? Nó sẽ xuất hiện ở trong bản sinh vật chính thức chưa? Rồi chúng ta giữ cấp độ 5, chúng ta roll nốt nhé để kiếm con gọi là con veo này cho lên 3 sao cái đã. Tại vì là mình đánh veo chủ lực mà, mình sẽ ráng cố gắng mình kiếm con veo nhé. Một con nữa nốt đi cho con veo lên 3 sao đi rồi tính tiếp. Sau đó là chúng ta đây thêm 4 pháp sư thì sẽ thêm sát thương phép thuật này anh em này, 70% sát thương phép thuật này, và hút HP kỹ năng các thứ này. À, khi con veo xả chiêu nó sẽ xả cái hỏa long vào cái người thấp máu nhất bên phía tiêm địch là sát thương chuẩn, là cái tia sáng chiếu xuống nha. Rồi khi nó sử dụng chiêu thì nó sẽ hồi máu cho người thấp máu nhất bên mình, hồi máu lại. Cứ mỗi lần nó xài chiêu nó sẽ hồi máu nha anh em nhé. Đó, ngon. À, em nhìn hỏa long trúng vô trâu này. Bây giờ con thấp máu nhất sẽ là con Lancelot này, nhưng mà phải 5 giây nó mới xả chiêu một lần, xả chiêu xuống bập bay màu luôn, không bấm được quyền trượng mùa đông luôn kìa anh em kìa. Thằng Amon nó đang thấp máu, nó đáng ra nó bấm quyền trượng mùa đông, trúng cái hỏa long vượt ngưỡng sát thương chống chịu của nó bay màu luôn, không kịp bấm được cái gọi là quyền trượng mùa đông luôn, lợi hại không? Lợi hại đúng không? Quá lợi hại luôn với cái hỏa long này. Cho nên là hai cái chiêu đầu tiên, hai cái cương hỏa đầu tiên là mình hợp lý với mình rồi đó. Bây giờ mình muốn lấy cái đóng băng, khi xài chiêu thì sẽ đóng băng mục tiêu, và cái gọi là hồi máu và miễn khống chế. Đây, tầm đánh này là cái mà tăng sát thương vật lý. Anh em nhìn nào, tầm đánh thường nha, cái thần long thương nó ghi là tầm đánh thường. Thì trong hồi nãy mình đọc trong tất cả các kỹ năng, 8 kỹ năng á, thì có một cái tăng 4 tầm đánh, là cái dòng đầu tiên của nó sẽ là cộng sát thương vật lý và tăng tầm đánh. Cái này là dành cho những người đánh tay, dành cho cái bộ xạ thủ cầm cái này thì ngon, chứ còn bộ pháp sư này thì thôi, chúng ta không nên lấy nha, và chúng ta sẽ roll bỏ qua cái đó để chúng ta kiếm cái khác, anh em hiểu không? Đó, anh em có thể chọn mà, mình có thể chọn cái kỹ năng của mình để mình chơi mà, chứ mình không có bị gọi là bó buộc là tôi phải bắt buộc là nó ra cái nào tôi lấy cái đó, không phải. Mình sẽ chọn 4 cái thì bạn như thấy cái nào phù hợp thì mình xài thôi. Bên kia tinh linh, trời ơi, thả chiêu xuống sang chuẩn là chúng vào chỗ của Dairoth nhé. Con veo xài chiêu thì sẽ hồi máu lại cho Kagu đó, anh em thấy không? Kagu thấp máu này. Đấy, bây giờ thì con veo chuẩn bị xài chiêu, con Kagu thì nó đang thấp máu, quẹt cái Kagu hồi lại được một khúc, ngon không?
quá ngon luôn anh em. Vừa hồi máu cho đồng đội mà vừa gây đam, vừa triệu hồi xuống các thứ. Ủa, con chỉ huy cái thần lộng thương này quá ngon. Bốn cái kỹ năng của nó ngon quá. Đấy là dành cho bộ pháp sư nha. Còn mai mốt ra sản phẩm chính thức đi, mình sẽ nghiên cứu nhiều cái bộ khác nó hay hơn. Những cái bộ liên quan đến đánh tay, để mình có thể tận dụng được cái gọi là 12% tốc đánh đó. Cái đó cũng là một cái rất là hay. Ma năng hỗn tạp thì sẽ được hồi mana tướng pháp sư. Đoàn tấn thường tướng pháp sư sẽ cướp mana. Ôi xôi, 6 mana quá ok luôn. Tướng bất tử thì sẽ được tăng thêm đam, quá ok luôn. Đoàn tấn thường tướng pháp sư sẽ cướp mana, rất là ok luôn nè. Nhưng mà mình thì mình thích cái kiểu tăng thêm đam quá anh em ơi. Mình thích cái kiểu tăng thêm đam quá à, để cho cái con tướng của mình nó thêm phần gây đam đi. Chứ còn thực ra thì bạn đánh trong thực tế thì chúng ta nên lấy cái mana hỗn tạp á. Lấy cái hồi mana thì nó sẽ hay hơn nha. Lấy cái cướp mana chứ, lấy cướp mana, tại vì mình nguyên một cái dàn của mình là toàn pháp sư không mà. Cái dàn pháp sư đó nó đánh vô là đối phương coi như là không có mana để mà chơi luôn á. Nhưng mà đây là mình đang làm clip về cái việc là con Veil của mình nó gây được bao nhiêu sát thương ở mỗi lần mà nó xả ra ấy, cho nó sẽ cầm những cái đồ rất là nhiều đam như thế này. Cho nó cầm đồ nhiều đam như thế này, đồ sát thương và phép thuật này anh em này. Sách cũng là sát thương phép thuật này đó. Cái thằng lộng thương thì cái đồ đó là không bỏ được rồi. Nếu bạn bỏ thì bạn lắp qua người khác thì thằng này sẽ không được hưởng. Thì thằng Veil của mình nó sẽ không có được hưởng cái thằng lộng thương, anh em hiểu không? Nên là mình không có bỏ được, mình phải lắp đó. Nên là nó sẽ cầm được hai đồ thôi. Ngon anh em, quá ngon luôn là đằng khác. Rồi bạn nhìn thử là có thử là lát nữa là nó được bao nhiêu đam nhá. Thằng lồng thương đóng băng đối phương, đây là cái mà nãy mình nói mình muốn lấy này. Xài chiêu là sẽ đóng băng đối phương nhé. Lụm cái thằng lồng thương đóng băng đối phương thì bạn đọc trong cái chiêu thức này, thì nó sẽ có thêm một cái nội tại long mệnh tăng sát thương phép thuật nữa này anh em, này thấy không? Không, cái của nó là cái ở phía dưới là cái băng long thi trưởng kỹ năng thì sẽ đóng băng ngẫu nhiên mục tiêu trong 1.75 giây. Trời, đóng băng ngẫu nhiên mục tiêu, giả dụ chẳng may bạn đang quýnh con quăng quăng đi, cái tôi đóng băng bằng 1.75 giây. Bạn quýnh được không? Bạn nhắm chừng bạn quýnh được không? Mà khi sử dụng kỹ năng là đóng băng nhé. Ngon. Đây bạn nhìn thử nè, bây giờ nó mới có 5 pháp sư thôi nhá, mà đam của nó đã là 1.300 cộng 1.900 là 3.200 đúng không? Gần 3.300 đam rồi. 3.300 đam mà bạn nhân cho sát thương chuẩn của nó là 60% hồi máu, 3.300 đam. Cái sát thương chuẩn là 40% thôi, 40% mà nhân cho 3.000 thì nó là 1.200 đúng không? 1.200 sát thương cộng với 400 góc nữa là thành 1.600 sát thương rồi. Mà đây mới có 5 pháp sư thôi, chưa lên được 6 pháp sư, chưa lên được 6 bất tử luôn. Nếu mà lên được 6 pháp sư, 6 bất tử thì tới đâu nữa, đúng không? Rõ ràng. Đấy, mình sẽ tận dụng cái chuyện là nó rơi cái thằng long để chúng ta gọi là lấy một tiền nhé. Dùng cái một tiền nữa luôn. Rồi, một cấp nữa, kiếm thêm con pháp sư nữa, hoặc là kiếm thêm những con bất tử. Miệng khống chế và hút HP đồng. Miệng khống chế và hút HP. Sao lại hút HP đánh thường ta? Thần Long Thương miệng khống chế và hút HP đánh thường. Miệng khống chế thì tôi thấy là trong tất cả các chiêu thức thì có một cái miệng khống chế thôi. Đấy, thì đây là đúng là bốn cái mà mình muốn lấy luôn này. Tiêu giao thần được miễn khống chế và hồi HP bằng với sát thương gây ra. Đó, nó phải như vậy chứ sao lại hút HP đánh thượng, vô lý. Ông nói hút HP đánh thượng là ông nói sai. Rồi, 6 pháp sư nè anh em nè, 4 bất tử 6 pháp sư nè. Thì để nhìn có thử là nó được bao nhiêu đam nha. 2.200 cộng 1.300 là 3.500. Chưa có 6 bất tử nha. Đây mới 6 pháp sư thôi là 3.500 sát thương. 3.500 sát thương phép mà bắt đầu chúng ta nhân lên cho sát thương bổ sung là 40% của 3.500 là bao nhiêu, 1.200, 40% mà nhân cho năm là khoảng tầm 1.400 cộng với 400 ban đầu nữa là khoảng tầm 1.800, là hiện tại là cứ 5 giây nó sẽ gây 1.800 sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn là sát thương bỏ qua giáp và bỏ qua kháng phép, đánh thẳng vào máu nha anh em. Cái đó mới là cái nguy hiểm. Nếu người ta kháng phép nhiều thì mình đánh nó bị ít đam thôi, nhưng cái sát thương chuẩn này là đấm thẳng vào máu luôn và đấm vào cái thằng đang thấp máu nữa. Cho nên là mình nghĩ là một cái sát thương chuẩn này bắn xuống một phát là rụng thôi. Nếu như mà bạn không hiểu được cái sát thương chuẩn có nghĩa là gì thì bạn cứ nhìn vào con carry ấy. Bạn cứ nhìn vào con carry ở trong cái chế độ đánh răng của chúng ta là bạn sẽ hiểu. Con carry nó lên full tăng mà sao đam nó vẫn to, tại vì nó đánh sát thương chuẩn. Anh em hiểu không? Cho nên là cái sát thương chuẩn bạn nhìn thì có vẻ nó ít nhưng mà thực ra nó rất là nhiều đó. 1.000 mấy đó là đấm thẳng vào máu là rất là nhiều đó, thì mà không hỉ đâu nha. Đó là cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Rồi,
mình đã lấy được bốn cái kỹ năng mà mình muốn rồi, bốn cái kỹ năng quá là phù hợp rồi. À, lấy ô cũng được, lấy cái pha lê bất tử cũng được. À, mình sẽ lấy cái pha lê bất tử đi để gắn cho những con pháp sư của mình cho nó thêm bất tử luôn, chứ lấy ô về thì lắp thêm mấy con bất tử vô thì nó cũng vậy, nó cũng không có ngon hơn đâu anh em. Đấy thì chúng ta sẽ được 5 bất tử rồi, up một cấp này kiếm thêm con bất tử nữa là 6 bất tử. Và lên 2 chưa? Và lên 1 à. Đây mình up nốt luôn đi nhá. Up nốt luôn đi kiếm thêm một con bất tử nữa coi. Là con Vecina hoặc là con Gatot. À kiếm không ra rồi anh em ơi. Thiếu mất một con Vecina một con Gatot, và mình được một cái là hàng sau của mình sẽ được xài chiêu vừa vào là xả chiêu luôn. Thì một lát nữa mình lắp sách sang cho con Vecina là Vecina vô nó xả chiêu liền là tới công chuyện luôn anh. Con kia nhảy lên pháp sư chưởng một phát. Úi dồi ôi, chưởng một phát có người rụng rồi. Xong rồi ông nào chưa rụng thì chịu hồi hỏa long xuống cũng rụng luôn. Đường nào cũng đi anh em, mà đường nào cũng đi. À cái bất tử này mình lắp sang cho con Valen chứ. Lắp sang cho Valen đi, cho Valen nó gánh team. Mình đang muốn kiếm thêm một con Vecina Gatot cũng được. Rồi ok. Thì cho Gatot cầm sách vô. Nó vô phát là nó nhảy liền á. Còn Valen này thì mình cho nó cầm cái này. Ông này thì ông tóc bí lên quýnh tay các ông choáng. Ông đó thì ông có choáng anh em. Rồi ông kia còn tới 62 máu đánh nó sẽ hơi mất thời gian một xíu. Thật sự nếu như mà bây giờ mà bạn 62 máu như này mà bạn đánh nhau với mình thì chắc phải 2 lượt 3 lượt nha. Thì đó, rồi ok, đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ cho bạn về cái con tử long. Thì anh em nhìn thấy rồi, chiêu thức của nó như thế nào thì mình cũng đã giải thích rất là kỹ rồi. Bạn có thể tua lại bạn con nếu như bạn nghe không hiểu. Rồi, cái kỹ năng thì mình cũng đã chỉ mấy bạn cách làm sao để chúng ta lấy được cái kỹ năng cho nó hợp lý rồi. Đó, mới vô trụi ra tốt được hàng sau vô. Quýnh khoát là 30 mấy máu rồi, chắc khoảng tầm 2 lượt 3 lượt là ổng đi rồi. Cũng khỏe, đồ hình bên kia máy mà máy cũng khỏe đó anh em à. Phải 3 lượt. À, 6 chim tinh xà thủ. Căng á. À, này chưa chắc đã là máy đâu anh em. Nhiều khi người á, chứ tôi thấy ổng có avatar này. Này có avatar này anh em nè. Nhiều khi người á, hèn gì sao đánh căng nữa. Mấy ông phía dưới là chắc là máy rồi. Mấy ông phía dưới để hình avatar cái con lính anh em mà, thì chắc là cái hình avatar mặc định thì chắc là máy. Cái con ông này đeo kính râm rồi. Chắc là người anh em. Trời mấy thiệt chứ, một ngày làm việc 24 tiếng đồng hồ, làm việc hết 15 tiếng rồi. Khuya đêm mà tôi đang quay clip khoảng tầm 1:30 nha, 1:30 sáng ngày 23 tháng 3, 1:30 sáng. Đấy, đi làm nguyên một ngày trời, vô game giải trí cuối cùng gặp ngang cao nó gõ cho u hết đầu luôn, không được top 1. Mà đó là quấn sách và thử nghiệm rồi nhá. Quấn sách và thử nghiệm rồi, xui dưới trời. Trời ơi, số ý trời đã định hay gì anh em à. Rồi thêm cái tóc biến nữa, quá là hợp lý luốn. À, tóc biến này cho ai cũng được. Ông Gato thì ông có sách rồi, nên mà ông có sách ông nhảy vô ông xài chiêu rồi. Để mình lắp cái này qua cho con Kagu đi. Đấy, cái này cho ông Gato. Đấy, mặc dù Gato nó có một sao thôi nhá, Gato lên 2 sao nữa nói gì nữa. Anh em Ron thì bây giờ tầm này tiền thì mình cũng chẳng biết để làm gì. Đi kiếm Gato hoặc là kiếm Vecina cũng được. À, bất tử hả? Ông này ông bất tử đấu sĩ mà. Bất tử đấu sĩ nhưng mà không có gọi là liên quan mấy đến mình đâu có chơi đấu sĩ đâu. Ui bên kia quăng quăng ba đồ cái thứ căng cái nhá. Ôi bạn thấy không, thằng Bell chữa một phát những cái người mà bị đánh trước mất máu á, đầy máu luôn. Những người mà mới vô bị mất máu à, con Odette bị mất máu, con Kaura bị mất máu này, nó đầy máu lại liền luôn anh em. Quá ok luôn anh em ạ. Vecina 2 lắm thế. Rồi thay Vecina vô đây cho nó thả đệ Gatot với lại quân trưởng. Rồi cho ông né qua đây, hồi nãy ông đứng cái góc kia ông bị bắn anh em à, ông bị quăng quăng bắn xuống. Rồi mình cho nó đứng né qua cái góc đây. Đấy, những cái người mà bị bắn thì những cái người đó sẽ cầm tóc biến. Ông nào bị bóc máu là con veo chịu một phát là hồi lại nguyên khúc luôn đó. Rồi lượt này nữa là xong rồi, thì nói chung là kết thúc. Các bạn cũng làm gì làm vậy chứ, veo quẹt phát bốn mấy ngàn sát thương ớn ăn thiệt. Rồi nát luôn, không thấy đối phương đâu. Cái dàn pháp sư kia thằng nào gây đam cũng được nữa nhá. Cho nên nói chung là chơi bộ pháp sư bất tử này cũng khá là hay, với lại cái thằng lộc thương này mình thấy cũng khá là hay. Khi mà ví dụ như con Gatot nó nhảy vô trong đi thì thằng veo bất tử nó sẽ gọi là hồi máu lại cho con Gatot được, thì nó sẽ giúp cho con Gatot
trâu thêm đụng phần nhé. Đó, răng thì răng tinh anh thôi, đánh dưới máy thôi, cho nó cũng chẳng có cái gì gọi là đặc biệt về cái thế trận đâu. Về cái trận đấu thì chủ yếu là chúng ta biết cái con chỉ huy mới là con Tử Long đánh như thế nào thôi nhá. Rồi, ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn về cái con chỉ huy mới Tử Long, rất là chi tiết, rất là cụ thể luôn, mình không có cắt ghép gì hết, mình sẽ quay từ đầu đến cuối, từ ngoài vào trong luôn, tại vì không có cần phải đợi ghép răng ấy thì nó cũng khá là nhanh. Nên là bạn nào thích cái clip này của mình thì nhớ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông bấm thông báo lên để nhận thông báo trong thời gian tới, để mình có thêm nhiều cái động lực mình làm thêm nhiều cái nội dung nó hay, nó sắp ra mắt các thứ để cho bạn có thể coi được nhá. À, cái này thì mình đang chơi bằng iPhone 14 luôn đó anh em, mà nè bình thường là mình không chơi đâu, nhưng mà tại vì muốn vô sẹt và thử nghiệm á là phải chơi bằng cái máy này mới được, chứ còn cái iPhone 8 thì không vô được, cái iPhone 8 này thì nó không không vô được sẹt và thử nghiệm anh em. À, là mình cắm cắm pin vô chơi là chai pin điện thoại tôi này anh em, thấy chưa? À, tôi rất là cống hiến để tôi làm clip cho anh em biết thêm thông tin thôi, chứ còn cái đánh dưới máy này thì có gì đâu khoe nhé. Đó là về con Tử Long, mai mốt thì chúng ta sẽ có nhiều con chỉ huy mới nữa thì mình sẽ làm thêm những cái clip đó, còn clip ngày hôm nay thì tới đây thôi. Bạn nào nãy mình nói rồi thích cái clip này thì cứ để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh nha. Rồi, ok, cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.